Hello, lại là Quỳnh đây. Chào các bạn đã quay trở lại với channel của Sài Gòn Maker. Lần này chúng ta sẽ tới với một dòng nón bảo hiểm thể thao có tên là Ego. Như các bạn đang xem trên video, Ego là một dòng nón bảo hiểm thể thao do công ty BBI nhập khẩu và phân phối. Hiện tại nhu cầu đội nón bảo hiểm thể thao càng ngày càng nhiều. Nguyên nhân có thể là do nón bảo hiểm thể thao đáp ứng được 3 tiêu chí: nhẹ, nhỏ, gọn, sử dụng đi trong thành phố một cách thoải mái, thay thế cho những dòng nón bảo hiểm nửa đầu, 3/4 và full face có trọng lượng từ 1 kg tới 2 kg, trong khi các dòng nón thể thao chỉ nặng từ 200 tới 300 gram. Một đặc điểm đáng lưu ý mà nón thể thao có thể đem lại cho chúng ta đó là đội đi cực kỳ thoáng mát, không bị ngứa đầu. Đối với đặc biệt những người mà hay ra mồ hôi trên đầu thì đây chính là giải pháp tối ưu nhất. Mặc dù Ego ra sao so với Royal và Pop, tuy nhiên khi mình cầm chiếc mũ trên tay thì mình đánh giá chiếc mũ thể thao Ego cực kỳ chất lượng. Mình thấy một nhược điểm duy nhất của dòng thể thao Ego đó chính là ít mẫu có kính. Đối với nhu cầu hiện tại thì mình cho rằng việc trang bị thêm một cái kính trắng UV phía trước là điều tuyệt vời. Nó không chỉ đơn giản là tăng thêm độ ngầu cho chiếc mũ mà nó còn giúp cho chống chói, chống tia UV khi đi thời tiết, đặc biệt là trời nắng. Vì nón Ego được nhập khẩu chính ngạch cho nên là tất cả các phụ kiện thay thế sẽ được bảo hành trong vòng 12 tháng. Theo mình đánh giá thì Ego cũng là một sự lựa chọn rất tốt kế bên Pop và Royal. Còn lại thì đó chính là quyết định của bạn. Nón thể thao Ego sẽ được Biker Sài Gòn nhập về trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn có câu hỏi nào hãy inbox hoặc để lại comment phía bên dưới. Hoặc bạn có thể gọi qua hotline 0797 37 788.